ơi cái gì đấy? Ôi ôi cái gì mà sao lắm tam hôi vậy mà ơi? Alo, ôi cái này đi mà xung quanh nhà toàn tam hôi bẩn ơi. Alo, tôi là trôi giữa một nghìn tam hôi bạn ơi, sao gì mà lắm tam hôi này? Alo. Hello, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với channel của Mẹ Béo Gaming. Lần trước thì mình đã khám phá xong cái làng Hero các bạn ạ. Nhưng mà tuy nhiên là còn thiếu sót. Tôi cứ thắc mắc là ủa, thế nhà của Ruby TV với cả nhà của Kamui đâu? Thì có rất là nhiều bạn vào video đó bình luận, có khi phải đến cả nghìn bình luận rồi bạn ạ. Thì các bạn có bảo là anh Mẹ Béo nuốt thế, nhà của chị Kamui chính là cái cây ban đầu mình đứng á. Thì ui, hóa ra chính là cái cây này bạn ạ. Lúc mà mình mới vào làm mình đứng ở trên cái đỉnh cây này, tôi không biết hóa ra nhà Kamui chính là cái cây này bạn ơi. Còn cái nhà mà mình bảo giống nhà phù thủy là chính nhà của Ruby ấy bạn ạ. Đấy, Ruby TV đó. Với cả các bạn ơi, mình chúng mình là anh Mẹ Béo ơi, anh Mẹ Béo khám phá chưa hết, là nhà của mọi người còn có đường hầm bí mật cơ. Anh Mẹ Béo phải khám phá thêm cả đường hầm bí mật nữa. Ui, mình không biết là nhà mọi người có cả tầng hầm các bạn ạ. Thì ok luôn, hôm nay tôi lại tiếp tục đi khám phá nhà mọi người và cả tầng hầm của nhà mọi người nữa, để coi thử xem là tầng hầm, ví dụ tầng hầm nhà anh Siro này, thế bảo ở dưới nhà anh Siro có tầng hầm xịn lắm các bạn ạ. Không biết như nào, cả nhà chị Mui cũng có tầng hầm luôn. Có bạn còn thắc là anh Mèo Béo ơi, em đố anh Mèo Béo tìm thấy tầng hầm nhà chị Kamui đấy. Ok luôn, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và đừng quên đăng ký cho đăng ký ủng hộ Mèo Béo các bạn nha. Rồi, thì bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Ok bạn ơi, đầu tiên mình sẽ khám phá nhà của Ruby trước bạn ạ. Đây, nhà Ruby hôm trước mình chưa có khám phá xong các bạn ơi. Còn nhiều bạn còn bật mí là anh Mẹ Béo phải lên trên núi, các bạn ngọn núi trên này này. Trên này hình như có nhà nữa bạn ạ. Ui, tôi còn nhiều chỗ trong làng Hero mình chưa khám phá bạn ơi. Khoan đã. Ấy. Lộ. Ấy, hư cấu vậy. Thế quái nào quả tạ lại bay lên lửng trên trời này các bạn ơi. Ủa, ảo thật đấy. Sao có quả tạ bay trên trời này nhé. Ôi, chả hiểu kiểu gì luôn. Ô, có con gì đấy? Con chuột à? Hay con gì ta? Con này không biết là con gì. Ê, không biết là Ruby nuôi con này hay là con này nó tự chui vào nhà ta. Lạ lắm bạn ạ. Với cả nhà này không có cửa này. Đây, nhà thì không có cửa trộm vào bạn ơi. Đây là nơi làm việc bạn ạ. Ồ, có mic này, máy tính này. Máy tính thì đấy, cái làng này toàn máy tính xịn thôi. Máy tính ứng dụng Bluetooth này. Nó không cần dây bạn ạ. Ô, có cả Nintendo Switch em. Ồ, xịn bạn ơi. Có Nintendo Switch này. Thôi trả lại đi. Ồ, không tí Ruby về bắt đề bạn ạ. Bể cá này. Mà sao con cá nhìn nó không bơi nhỉ? Nó giống mà mấy con cá này nó chết rồi ta. Lộ. Ấy, mấy con cá này nó không bơi bạn ạ. Tôi nhìn giống có vẻ như là chắc là nó không còn sống hay sao á. Hoặc là có thể đây là cá cách nhựa các đồ chơi bạn ạ. Có chỗ để ném phi tiêu này. Mà sao? Ủa, tôi phát hiện ra nha. Ném 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái. Ném 6 cái mới trúng hồng tâm một cái. Hơi bị núp nha. Ném phi tiêu hơi núp bạn ạ. Ném 6 trúng 1. Ở đây là có đồng hồ, tranh ảnh các thứ này. Ồ, mở cửa đây. Ơ, cái cửa không mở à? Cái này cái gì bạn ạ? À, cái này cái quái gì á? Cái này như kiểu một cái để trang trí nhà thôi. Mình tưởng là cái gì bạn ạ? Hóa ra để trang trí nhà. Một bộ bàn ghế màu trắng. À, ok. Xong rồi bên này là một cái ban công à? À đâu, cái này cửa vào mà. Ơ, đây cửa vào mà. Tôi lú vào bên đây ban công trước. Đây, đây mới là ban công bạn ơi. Đó. Ủa, có đèn này. Ban công, chậu cây. Chỗ này. À, bánh donut các bạn ơi. À đây rồi, tầng hầm. Tầng hầm của Ruby. Ồ, ui, có máy chạy bộ. Nhưng mà phát hiện nha, phát hiện ra này. Đó, tập tạ xong không xếp tạ. Vứt tạ linh tinh này. Đó, vứt tạ này chẳng may đi vào vấp tạ sao. Ở đây có bàn ăn này. Bếp này. Ồ, ui, đây là nước à? Ồ, chắc là nước bạn ạ. Ở đây là Sprite hay Bếp ta? Bạn nào thấy giống Sprite bấm phím 1, bạn nào giống Bếp bấm phím 2 nha. Thật ra là tôi thích uống bẻ ép hơn bạn ạ. Mình là mình thích uống bẻ ép hơn đấy, chứ Sprite mình không thích lắm. Mình thích bẻ ép hơn. Ok, mình đi sang những nhà khác xem nào. Thế bảo những nhà khác không có hầm bởi vì không biết có đúng không nữa. Mình qua xem là những nhà mọi người xem có hầm không nha. Bên này là nhà của Sammy này. Đó, tôi bay luôn cho nó nhanh chứ. Ở đây nhà Sammy không biết có hầm không ta. Không biết là hầm giấu ở đâu bạn ạ. Tôi cũng không chắc là nhà Sammy có hầm không, hình như là không đâu. Ban đầu mình nhìn qua không thấy có chút nào hầm bạn ạ. Nhà phong cận tôi nghĩ chắc là không có hầm rồi bạn ơi. Bởi vì là nhà phong cận á, thì mình thấy ở giữa hồ nước mà đúng không? Làm sao mà xây hầm được đúng không? Ở dưới là hồ nước mà. Chắc là cũng không có hầm bạn ơi. Tôi sang bên này em nào.
View, bên này là cái chung cư ở đâu? Cái này gaming house chứ. À, đúng rồi, nhà của Chiron. Xem nhà nhà Chiron có hầm không bạn ơi. Mình là mình thấy à nhà Chiron à khá là to. Đánh giá là nhà Chiron là trang trí đẹp chỉ sau mỗi nhà Enro bạn ạ. Nhà Enro mình thấy trang trí đẹp 10 thì nhà Chiron cũng phải 9,75 bạn ạ. Đây, nhà Chiron đây. Mình xem nào, không biết có hầm bí mật không nữa. Mình phải đi tìm hầm bí mật của mọi người nha. Để coi xem. Mình nghĩ chắc là không có hầm đâu ta. Nếu mà có chắc mình phải biết chứ nhỉ. Nhà Chiron không biết có hầm không. Nhìn sơ qua chắc là không có hầm bạn ạ. Chắc là không có đâu. Nếu mà có thì mình nghi ngờ là nghi ngờ nhà anh Rô với cả nhà của Mimi, đúng rồi. Nhà Mimi khả năng có hầm khá là cao bạn ạ. Bởi vì nhà Mimi vốn dĩ là dưới hầm sẵn rồi. Có thể là có một vài chỗ mình chưa đi. Nhà Simbi chắc là cũng không có bạn ơi. Simbi thì xây nhà khá đơn giản bạn ạ. Nhà anh Vịt chắc là càng không dùng. Nhà ông Vịt của mình khi cái hầm đâu. Tôi qua bên nhà Mimi đi. Đây, nhà Mimi con heo bên kia kìa. Đi sang bên nhà Mimi nào. Ây ơi, bạn bảo là anh mẹ béo ơi, nhà Mimi có cái cửa ẩn ở phía sau đó. Anh mẹ béo chưa đi hết đâu. Tôi cũng thấy lạ bạn ạ. Không biết là phía sau là phía nào bạn ơi. Mình đi kiểm tra nào. Bên nào ta? Ở đây là một chỗ bộ giáp này. Ui, bảo sao? Tại vì mình thấy bức tranh này khả nghi bạn ạ. Tự nhiên là treo bức tranh ở phía sau bộ giáp bạn ơi. Nhìn khá là khả nghi. Bởi vì thường là cái bức tranh này hay đi xuyên qua được này. Thì ra là thế bạn ơi. Hóa ra là giấu cánh cửa bạn ơi. Chồng nghe chồng với ấy cà rốt à? Bạn nuôi heo à? À, hóa ra là nuôi trang trại nuôi heo. Một khoan á, tại sao nuôi heo lại còn có cả kệ sách này? Ủa, tại sao có kệ sách ta? Ơi, thế lạ anh nhở. Nuôi heo là có để thêm cả kệ sách bạn ạ. Đèn kia không, đầu tư đèn điện nhiều không? Nuôi heo thôi mà cho đèn nhiều vậy ta. Sợ thật. Đúng rồi, nhà giàu các bạn đã không sợ tốn tiền điện. Tại ra đó bạn ơi, đóng cửa lại. Ok. Thì ra là có căn hầm bí mật các bạn ạ. Mình sẽ đi qua nhà mọi người khác nha. Để kiểm tra, đúng là còn nhiều cái mình chưa khám phá bạn ơi. Để coi xem nữa em nào. Đúng rồi, nhà chị Cam Bùi mình vẫn chưa đi khám phá chị Cam Bùi bạn ạ. Nhà chị mua ở nhà trên cây đúng không? Một cái cây to nhất đây. Cái cây to nhất là bạn ạ. Đó, đúng rồi nè. Đúng là nhà trên cây thật bạn ạ. Thế mà tập trước mình không để ý bạn ơi. Trời ơi, mình không để ý nhà chị Cam Bùi nè. Trồng cà rốt cắt tường bạn ơi. Nhìn ui, nhìn đẹp nhở. Giờ tôi mới để ý bạn ạ. Ui, nhà trên cây xịn xò thực sự luôn này. Đúng là khác biệt. Con này một con bò không? Hello. Đúng không bạn nhở? Chắc là bò bạn ạ. Để đường đi vào đúng không? Leo cầu thang. Yo, đây, rồi. Lên. Mà khoan á, tại sao mình phải leo cầu thang nhỉ? Trong khi mình có thể. Yo, sức mạnh siêu nhân. Đó, game mode 1. Ảo thật đấy, mình leo cầu thang quá người ta. Ở đây có chậu hoa này. Trồng rất là nhiều cây bạn ạ. Vừa bước vào rất là nhiều cây xanh các thứ bạn ạ. Ở đây là mình thấy là có bàn tiếp khách nè. Ê, đẹp nhờ. Màu cam là màu cà rốt đúng không nào? Cam bùi cà rốt bạn ơi. Ôi, nhìn trông cũng rất là thân thiện với thiên nhiên nè. Nhưng mà tôi sợ như này hơi bị muỗi nhờ. Buổi đêm không biết có bị muỗi cắn không nhở. Trông có vẻ khá là nhiều muỗi bạn ạ. Chắc là không sao đâu. Trên này là phòng gì đây? Ở đây là rất là nhiều chậu cây các thứ này. Đã là nhà trên cây rồi còn thêm cả chậu hoa chậu cây nữa bạn ạ. Quá nhiều cây luôn. Cà rốt này. Ê, có cà rốt bạn ơi. Cà rốt. Ở đây là có đấy, bánh cà rốt à? Hay súp cà rốt à? Cái này chắc là súp cà rốt các bạn ạ. Đúng. Đây bếp này. Nấu bếp có cà rốt luôn. Xịn quá các bạn ơi. Bánh mì nữa này. Bánh mì. Ở đây tầng nữa này. Còn nữa à? Tầng nữa bạn ạ. Không biết trên này có gì ta? Phòng ngủ, tivi. Nó kèm cái tủ đồ bạn ơi. Tủ chứa đồ này. Bàn làm việc đâu ta? Đây. Ui, bàn làm việc bạn ơi. Thì ra bàn làm việc ở đây. Ui, quá là xịn sò bạn ạ. Mà đúng rồi đấy. Nhưng bạn bảo là đố anh mèo béo tìm được tầng hầm của chị Cam Mui. Đó, thậm chí mình còn đọc được bình luận là anh mèo béo mà tìm được tầng hầm của chị Cam Mui, em gọi cả họ đăng ký kênh cho anh luôn. Tôi không biết một chứng tỏ là hầm của chị Cam Mui phải rất là khó kiếm đúng không nhở. Mình cũng không biết bạn ạ. Không biết là tầng hầm là thế nào. Tầng hầm thì nếu mà là hầm thì đương nhiên phải ở dưới đúng không? Chứ không thể nào ở trên được bạn ạ. Chứ nếu mà ở trên thì đâu gọi là hầm đúng không? Mình không biết là hầm phải gốc cây đúng không nhở? Mình kiểm tra nào. Nếu mà là hầm thì phải là gốc cây bạn ạ. Gốc cây à?
Mình xem nào, không thấy có đường nào đi xuống cả bạn ơi. Mình chưa thấy bạn ạ. Để xem có dấu hiệu khả nghi nhá. Nếu mà là tầng hầm thì phải là chắc chắn là chị Camu sẽ ngụy trang đúng không? Chị Camu sẽ ngụy trang ở cái chỗ nào đó, nó để cho người ngoài không biết được bạn ạ. Bởi vì nhà chị Camu khác, nhà chị Camu là cái cây giữa khu gaming, à, chính xác là giữa khu làng luôn. Đó. Thì rất có thể là cái hầm này được ẩn đi. Mình phải kiểm tra xem nào cái chỗ nào điểm khả nghi bạn ơi. Mình xem đặc điểm nào khả nghi nha. À, có khả năng là ấy tại sao ở đây ô đất, chỗ này trồng cà rốt nha, mà tại sao ở đây là có đất đây? Từ từ tại sao chỗ này lại có ô đất bận ơi? Này bình thường phải là ô cỏ lắm đó, bình thường phải là ô cỏ bận này, nếu ô cỏ này tại sao ở đây lại có ô đất bận ơi? Mình thấy khả nghi nha. Rất là khả nghi bận à. Xem nào, đây. Có nút bấm nè. Có nút bấm bạn ơi. Ôi, mình nghe tiếng cửa mở. Ủa? Cửa mở đâu rồi? Mình nghe tiếng cửa mở bạn ơi. Rõ ràng mình nghe tiếng cửa mở mà. Ôi, tụ. Hình như là cửa mở không? Thì mình phải bay nhanh qua nhở. Ấy. Thì ra là thế bạn ạ. Khiếp, nhà chị ca mui phức tạp thế nhở. Thì ra là như này bạn ạ. Ôi, em phải bay rất là nhanh bạn ạ. Tốc độ bàn thờ luôn á. Trời ơi, thế này sao mà kịp ta. Chuẩn bị này. 3, 2, 1. Không kịp à, cay thế nhở. Thêm phát nữa nhỉ. Lần nữa. 3, 2, 1. Bay. Thôi thì chắc là chị Cam Bui không biết đâu đúng không? Đúng không? Mình đập luôn. Đập luôn bạn ạ. Sorry chị Bui nhá. Em chẳng may thấy cái nhà chị khó vào quá, cho nên là em quyết định đập luôn, em sửa lại cho. Mong chị thông cảm nhá, em sửa đây. Hình như là gỗ sai phải. Hình như là cái gỗ này bạn ạ. Cái gỗ này đúng không? Gỗ này là chuẩn này. Em như mới liền. Hình như nó vẫn sai à? Nó không phải gỗ này à? Gỗ này à? Gỗ nào ta? Gỗ này à? Đúng gỗ mà. Tôi chẳng biết gỗ nào bạn ạ. Bạn nào biết gỗ nào đừng quên để làm được thế này. Tôi hơi núp, tôi cũng chẳng biết được gỗ nào nữa bạn ạ. Hình như gỗ này phải đúng không? Gỗ này đúng rồi, gỗ này chuẩn rồi bạn ơi. Ok, bây giờ đi khám phá hầm nhà chị Cam Bui em nào. Ôi cái gì đây? Ôi mà sao lắm Cam Bui vậy bạn ơi? Alo, ôi cái này đi mà xung quanh toàn Cam Bui bạn ơi. Alo, tôi lạc trôi giữa một nghìn Cam Bui bạn ơi. Sao gì mà lắm Cam Bui này? Alo, tôi phát hiện ra có tận một nghìn, không biết 100 hay 1.000 Cam Bui bạn ạ. Nhìn trông đáng sợ thực sự bạn ơi, quá là nhiều Cam Bui lần này. Ủa alo, ơi tôi nhìn trông đáng sợ quá ta. Bên ngoài còn gì không? Ui rồi, sao bên ngoài Cam Bui xếp hàng gì mà nhìn đáng sợ bạn ơi, nhìn này. Ui Cam Bui đứng khắp mọi nơi luôn các bạn ạ. Ê chị Bui đừng nhìn em. Ê, hello mẹ béo. Ui bấm vào còn hello mẹ béo. Thôi đừng hello em. Không biết đâu chị Bui thật ta. Ê chị Bui chắc ui. Hình như đây là hình phạt của chị Bui dành cho kẻ dán đập cửa bạn ạ. Là em xin lỗi mà đừng trêu em nữa. Ê, đừng dọa em nhìn sợ quá bạn ơi. Hình như chị Bui phát hiện ra là mình đập cửa, thế là chị Bui quyết định là chị Bui chôn mình bằng cách là cho tới 1.000 Cam Bui đứng chào này. Nhìn đáng sợ các bạn ơi. Tiếp thật. Ôi sao thẩm giờ sao lên giờ? Mà giờ sao ra ta? Nếu thế thì chắc lại phải được cửa ra. Khoan đã các bạn ơi. Nhà chị Mui vào mở cửa được thì làm sao ra ngoài nhỉ? Cái này mình cũng hơi bị thắc mắc bạn ạ. Là khi mà đi vào thì cái công tắc để đi ra gì ta? Cái này tôi không biết thật ạ. Bạn nào biết cái công tắc đi ra ngoài cửa của chị Cam Mui ở đâu thì đừng quên để lại bình luận phía dưới nhá. Chứ cái này chắc là em lại xin phép chị Mui em lại lại đặt bận ạ. Chứ tôi cũng không biết cái công tắc đi ra ở đâu bạn ơi. Đây em lại sửa lại nhá. Như mới luôn. Ấy không tí vết đó. Mà sao nhìn cái cửa cái gỗ nhìn xuống nó phà kè có gì nhở? Cái gỗ là gỗ gì ta? Không biết bạn ạ. Nó là gỗ này bạn ơi. Thì ra là gỗ này bạn ạ. Ok rồi, chúng ta đi qua nhà khác bạn ơi. Chị Mùi dọa mình sợ quá bạn ạ. Vừa vào thấy 1.000 Cam Bui thôi hết hồn bạn ơi. Đi qua nhà Siro nào. Nhà anh Siro bạn ơi. Nhà anh Siro thấy bảo cũng có tầng hầm bạn ơi, cũng có tầng hầm nha. Tầng hầm hơi bị to, hơi bị xịn nha.
Đây, đó. Bạn nào mà có coi cái video mình đặt bẫy chuột nhà anh Siro thì đây cái bẫy chuột này, đó cái bẫy chuột này nó hoạt động thật ra là nhưng mà mình chôn không được bạn ạ, mình chôn không được. Xong rồi. Rồi xong luôn. Nhưng mà mình chôn không được các bạn ạ, cay thế. Anh Ro tỉnh quá, mình chôn không lại. Đó. Nhưng mà không sao, bạn nào biết bẫy chôn nó xịn xịn thì có thể chỉ mình nha. Để lần sau mình báo thù ông Ro bạn ạ. Mình làm bẫy chôn nó xịn hơn, đẳng cấp hơn, chắc chắn ông Ro sẽ mắc bẫy bạn ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ đi khám phá đường hầm nào. Không biết là anh Ro giấu cái hầm ở đâu bạn ạ. Đây à? Ở đây chăng? Đây là nhà tắm bạn ạ. Đây là bồn tắm bạn ạ. Mình không biết là cái hầm anh Ro, cái hầm bí mật ở chỗ nào bạn ơi. Là bí mật thì ở đâu nhỉ? Ở đâu ta? Lộ. Mình cũng chưa biết, cái này ta phải đi khám phá được. Không biết là cái hầm bí mật ở đâu nhỉ? Để coi em nào. Đây là nhà tắm, chắc là không có bạn ơi. Tôi không biết là hầm nhà anh Ro ở đâu bạn ạ. Đây cái gì đó? Không phải rồi. Bạn nào biết hầm nhà anh Siro ở đâu thì có thể để lại bình luận giúp mình nhá. Mình tính chưa biết nhà hầm anh Siro ở đâu bạn ạ. Tôi không biết thật, cái này tôi không biết thật luôn ạ. Nhà mấy Siro, từ nếu mà hầm thì chắc chắn là phải giấu mất, phải có chỗ để giấu. Mà giấu ở đâu thì mình đang chưa biết các bạn ơi. Nhà anh Siro giấu có vẻ kỹ đấy bạn ạ. Không biết hầm ở đâu đó, nhìn mọi thứ đều có vẻ là khá là kín bạn ơi. Hầm cầu thang mà không thấy bạn ạ. Ai chà chà, bạn nào biết hầm nhà anh Siro ở đâu không? Tôi không biết thật nè. Nhìn trông có vẻ giấu kỹ quá bạn ơi. Anh Ro giấu hầm kỹ quá đó. Anh Ro giấu kỹ quá, tôi chả biết gì cả, mọi người cũng không biết gì luôn, không biết gì hết một thời. Thôi thật mà, có cái cầu thang. Ủa cái cầu thang này làm gì đấy? Ủa ông Ro làm cái cầu thang ở đây để làm gì ta? Cái cầu thang đi lên nhưng mà lại không biết đi lên đâu bạn ạ. Là ai nhỉ? Thôi bạn nào biết hầm nhà anh Siro ở đâu thì để lại bên phía dưới nhé. Mình không biết hầm nhà Siro ở đâu bạn ơi. Ok thì video chắc là xin phép được kết thúc ở đây thôi bạn ơi. Ngày hôm nay mình đã đi khám phá nhà của chị Bui với cả nhà của Ruby các bạn ạ. Cộng với là đi khám phá hầm của mọi người nữa. Nhưng mà có mỗi nhà anh Siro mình không biết hầm ở đâu đâu. Đó, bạn nào biết thì có thể để lại bên phía dưới giúp mình các bạn nha. Ok, video xin phép được kết thúc ở đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.